Trung tâm điện tử Anh Phương xin gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì anh Phương sẽ quay cùng các bác tìm hiểu về một đôi loa 3 đường tiếng để dành cho các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Hiện nay thì rất nhiều bác đang tìm hiểu về những dòng loa Mỹ mà vừa nghe nhạc vừa hát karaoke hợp lý với mức đầu tư vừa phải. Thì ngày hôm nay anh Phương đang về được một đôi loa PV của Mỹ, dòng loa với thiết kế 1 bát 40. Đây các bác, là hình thức của em nó như này, trông quá là xuất sắc luôn. Cái thương hiệu này, cái chữ này, cái tem này và cái ánh mắt này của chúng ta đã được nhìn và thấy nó ở đâu đó từ cái thời gọi là 7X, 8X cơ các bác. Lúc đó chúng ta xem TV có những cái ban nhạc người ta nhảy, người ta hát ở trên sân khấu và chúng ta nhìn thấy cái chữ nó treo chéo như này. Và đến thời điểm này thì chúng ta thấy là cái chữ treo chéo này nó cũng đã về với Việt Nam và về với cái trung tâm điện tử Hành Phương. Và nó sẵn sàng lên đường để phục vụ các bác khi các bác có cái cuộc gọi alo tới số 0971998555. Các bác nhìn đôi loa phải nói rằng đẹp gần như mới luôn, mới kính con luôn. Màng zin, tất cả mọi thứ bao zin. Sản phẩm này sẽ dành cho một bác khách hàng duy nhất với cái chất âm của nó là dòng loa 3 đường tiếng các bác nhé. Dòng loa 3 đường tiếng. Bát 40 thì cái bát không phải bàn rồi. Cái chung này là chung 20 và một chép kèn. Xin báo cáo các bác là sản phẩm này sẽ dành cho những bác có một cái gu, cái sở thích, đó là 6 phần nghe nhạc và 4 phần hát. Cho nên là với dòng loa 3 đường tiếng này thì đương nhiên chúng ta nghe nhạc chúng ta thấy thích rồi. Bởi vì là nói thật với các bác, loa tàu người ta còn chơi được, chứ nói gì đến loa Mỹ, đúng không? Loa Mỹ là những cái công nghệ nó rất là cao, thậm chí rằng là nó đi trước chúng ta từ những năm 70, 80 đến bây giờ, chứ đừng có nói bây giờ. Ngay bây giờ Việt Nam chúng ta sản xuất một cái loa nó cũng chưa thành hồn. Trong khi đó là những đôi này nó cũng sản xuất khá lâu rồi, nhưng mà công nghệ của nó đến bây giờ nó vẫn cứ là phù hợp. Những dòng loa mà kích thước của nó khá gọn gàng các bạn. Em đo luôn kích thước để các bác cân đối nhá. Với loa nhà em báo luôn kích thước, báo luôn giá thành, báo luôn tình trạng và báo luôn cái đặc điểm của nó để các bác có thể cân đối. Về chiều ngang của con này các bác thấy rằng nó khá là gọn gàng. Nếu nói về dòng loa 3 đường tiếng, 54 phân. Chiều cao của con loa này nó rơi vào là 66 phân. Và chiều sâu của loa này nó rơi vào tầm 41 phân. Hệ thống phân tần của thằng PV thì bao giờ nó cũng một cái đặc trưng, đó là nó có những cái hệ thống cuộn cảm. Đấy, những cuộn cảm. Và phân tần là phân tần hai lớp. Một lớp nó ở phía bên trong này, các cái chở cũng như tụ nó nằm bên trong này. Đấy, nằm bên trong này. Còn đâu cuộn cảm nào bên ngoài này. Cái này nó sẽ bảo vệ cho loa rất là tốt các bạn. Nhìn cái hệ thống phân tần của thằng Mỹ này nó gớm guốc luôn các bạn. Chung của nó đây, hàng zin như loa nghe nhạc luôn. Chép của nó là côn 44. Đấy, côn 44. Đây là củ chép của nó. Củ chép này to hơn củ chép của 112 các bác nhá. Côn nó như với 115 luôn. À quên. Côn nó giống như côn 515 và 512. 525 thì côn nó giống như vậy. Đấy các bác này. Loa 3 đường tiếng. Chép này giống như kiểu chép kim cương luôn các bác. Đấy. Thùng vỏ gỗ. Bao nhiêu năm nó vẫn bền bỉ, vẫn hay và vẫn chất. Với giá thành đầu tư của cặp loa này xin báo cáo các bác là chỉ 20 triệu. 20 triệu đố những dòng loa nào khác 2 đường tiếng mà ăn được nó đấy các bác. Bởi vì là nó là dòng loa 3 đường tiếng. Cho nên tiếng nhạc của nó rất là hay và đặc biệt là cái tiếng hát của nó rất là rõ nét. Nó có cái loa chung này, nó lợi về lời mà. Khi mà các bác hát thì cái tiếng mic nó nhả ra ở cái loa chung này. Cho nên là tiếng nó rất là bay và rất là nhẹ nhàng để các bác hát. Đấy, 20 triệu để mua được cặp loa 3 đường tiếng của Mỹ thì em nghĩ rằng đây là một cơ hội hiếm có để các bác đầu tư. Những đôi loa này các bác thấy rằng là nó rất là rẻ, nó chỉ hơn đôi 115 một tí thôi. Nhưng mà chất lượng âm thanh thì nó hơn hẳn luôn các bạn, bởi vì loa 3 đường tiếng mà. Dành cho bác nào 6 phần, em nhắc lại là 6 phần nghe nhạc nhé, 4 phần hát. Nói như thế có nghĩa rằng chúng ta hát vẫn ngon, rất là tốt. Nghe nhạc thì càng hay, bởi vì đấy là những cái đặc điểm riêng của nó. Anh em nào có nhu cầu đầu tư thì alo cho em các bác ơi. Đấy, một lần nữa chúng ta ngắm lại kỹ càng về cặp loa này để các bác có cái cơ sở để các bác đầu tư. Tất cả mọi thứ hàng bãi nhưng mà tất cả mọi thứ đều rất là mượt mà. Đấy, củ bát của nó đây các bác. Ok, nắp vào đấy. Ngon ngay, cái xương của nó trông nó khôn này các bác. Màng tất cả bao zin hết cho các bác nha.
Đấy, ok, xin cảm ơn các bác rất nhiều.